The Green Gift là bộ phim mới được đạo diễn bởi Juan-Manuel Cotelo. Để quay phim, ông đã đến Tây Ban Nha, Pháp, Ireland, Colombia, Mexico và Rwanda để ghi lại cách nhân vật từ những hoàn cảnh khác nhau đã có thể tha thứ cho kẻ thù của họ. Bộ phim pha trộn chất hài drama để lột tả những câu chuyện đời thật sự khó khăn của sự tha thứ. Đạo diễn Juan-Manuel Cotelo có động lực thực hiện bộ phim này sau khi dành thời gian gặp gỡ các tù nhân ở Colombia. Ông đã chứng kiến sự hòa giải tuyệt vời giữa họ và những nạn nhân. Thật tuyệt khi thấy những người từng là kẻ thù của nhau chỉ không lâu trước đó và nay trở thành bạn. Quả là rất ngoạn mục, đầy cảm xúc và đẹp đẽ khi chứng kiến con người ta không còn là kẻ thù. Động lực giúp tôi thực hiện bộ phim rất rõ ràng để toàn bộ thế giới có thể hòa trong niềm ân oán này. Ông muốn mang đến những ví dụ thật ngoài đời, trong đó mặc những điều kiện có vẻ bất khả thi, việc tha thứ vẫn luôn luôn có thể. Quá trễ để tha thứ, tôi đã làm quá nhiều điều ác. Không, sau khi xem The Great Gift, bạn sẽ thấy không bao giờ là quá sớm hay quá trễ để cầu xin tha thứ. Bộ phim kể lại những câu chuyện của một người đánh bom IRA, cho đến người đàn ông đã giết những đứa con trai của bà mẹ trong thời kỳ diệt chủng, cho đến hôn nhân được tái hợp mà thoạt đầu có vẻ như không thể hàn gắn. Đó chỉ là những ví dụ nho nhỏ của những người tìm thấy bình an. Theo Juan Manuel, những cử chỉ và lời nói của Đức Giáo Hoàng Francisco về sự tha thứ có sức ảnh hưởng gián tiếp đến quá trình thực hiện phim tài liệu này. Ví dụ như ngài nói có ba cụm từ để nói trong gia đình: xin lỗi, cảm ơn và tôi có thể. Ngài đã thăm những phạm nhân trong tù và mang đến niềm hy vọng cho họ. Bộ phim được sản xuất bởi những nhà làm phim của Maryland. Họ hy vọng bộ phim này sẽ kêu gọi nhiều người hơn nữa biết trân trọng món quà vĩ đại của sự tha thứ và giải thoát bản thân họ khỏi những chia rẽ gây ra về lòng thù hận.